Chào các bạn. Ở đây là đường tỉnh lộ 8B. Những cái dãy nhà liền kề này là những cái dãy nhà liền kề thuộc dự án khu đô thị Xuân An Green Park. Rất đẹp và đồng bộ. Mình sẽ đi vào khu đô thị Xuân An. Rất lâu rồi chưa đi vào khu đô thị này. Đây là khu đô thị sinh thái đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đẹp không? Mọi người thấy nhé. Chỉ sau mấy năm mà khu đô thị Xuân An giờ là nói về hệ thống cây xanh này, có thể khẳng định là đẹp bậc nhất. Chưa chắc sau này Eco Park làm đã đẹp bằng Xuân An đâu. Sắp tới là Eco Park sẽ làm một cái dự án Eco Park ngay sát bờ sông Lam ở phía khu vực Hưng Hòa, Hưng Dũng gì đó. Đấy, những cái dãy liền kề hai mặt tiền này. Đây là những cái dãy liền kề hai mặt tiền. Thì ở đây là mặt sau của những cái căn liền kề. Biệt thự này, siêu VIP này. Đặc điểm của các căn liền kề ở khu đô thị Xuân An là hai mặt tiền. Mặt tiền phía trước là đường nhựa như này. Đường nhựa 12m, còn mà mặt tiền phía sau là có thể có đường đâu đó là 7m. Chưa kể là những căn mặt tiền đường lớn, chẳng hạn như là đường Nguyễn Khản, đường Nguyễn Nghiễm, rồi đường đi Xuân Thành, đường quy hoạch 36m. Mình đang đi ở trong những tuyến đường nội bộ của khu đô thị Xuân An. Và đặc biệt nhé, giá thời điểm này mình đánh giá là vẫn còn rất rẻ. Giá thời điểm này rẻ. Vừa rồi thì ở Diễn Châu có mở bán một cái dự án là dự án khu đô thị Hoàng Sơn. Thì giá cũng hai mấy triệu trở lên rồi. Hai mấy triệu trở lên một mét vuông. Có những lô là ba mấy triệu một mét vuông rồi. Là dự án khu đô thị Hoàng Sơn của ông Tâm Sắt. Cây xanh khỏi chê luôn, không thể chê vào đâu được. Nhà hàng, những cái biệt thự này là nhà hàng và cà phê, nhà hàng Việt View. Khu vực bên này là sẽ có một cái trung tâm thương mại. Đây, trung tâm thương mại thì người ta chỉ mới làm móng thôi. Mới làm móng. Bên này là có những cái dãy liền kề. Mình là best sale của cái dự án khu đô thị Xuân An này. Trước đây mình làm ở đất xanh Nghệ An ấy. Thì mình đã là best sale của cái dự án khu đô thị Xuân An. Bây giờ thì mình cũng có một cái lượng khách hàng người ta gửi bán lại. Khi người ta mua từ đợt đầu. Tháp đồng hồ. Nói về không gian sống thì chẳng có cái chỗ cái dự án nào ở Nghệ An Hà Tĩnh có thể sánh bằng ở đây đâu. Khuôn viên cây xanh quá lớn, phải gọi là quá lớn. Một cái hồ nước ở giữa nè. Hồ nước rồi đảo nhân tạo. Mọi người có thể xem những cái video trước đây của mình về khu đô thị Xuân An nhé. Mình làm cách đây mấy năm ấy. Để biết được là chi tiết về khu đô thị Xuân An như nào thì có thể xem những video trước đây của mình. Cái hay mà mình nhận thấy ấy là đợt này là dân cư đã bắt đầu về đây sinh sống. Và cái thiếu sót lớn nhất của cái khu đô thị Xuân An này là về dân cư thôi.
cần dân cư về đây sinh sống thì chắc chắn là giá trị bất động sản nó sẽ lên. Và mình kỳ vọng là trong thời gian tới ấy, khi cái khu đô thị Xuân An này nó làm giai đoạn 2 thì chắc chắn là những cái lô đất thuộc giai đoạn 1 ấy, giá nó sẽ tăng. Đấy, những căn biệt thự vừa làm đẹp tuyệt vời luôn, không thể chê vào đâu được. Muốn sống thọ thì phải sang đây sống. Eco Park mà về Nghệ An mà làm dự án ấy, mà để giá khoảng 35, 40 triệu, 50 triệu là chắc chắn là dân nó đổ xô sang mua ở khu đô thị Xuân An hết. Dưới góc độ nghề nghiệp của mình ấy, thì mình đánh giá là chắc chắn trong giai đoạn sắp tới là những cái đất dự án như khu đô thị Xuân An với mức giá như này bây giờ cũng chỉ mười mấy triệu một mét vuông thì dư địa tăng giá nó còn lớn lắm. Dư địa tăng giá tha hồ. Đặc điểm của dân Việt Nam mình khi đầu tư bất động sản ấy là hay đầu tư theo đám đông. Lúc nào cũng muốn bất động sản có giá trị thực nhưng mà lại không đi mua những cái sản phẩm giá trị thực như này. Vừa muốn kiếm được lời nhanh nhưng mà lại đòi hỏi bất động sản phải có giá trị thực. Đây là mặt sau của những cái dãy liền kề. Mặt sau mà nhìn y chang mặt trước. Liên kề hai mặt. Mọi người cho mình comment cảm nghĩ về khu đô thị này nhé. Comment. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.